Trước khi vô cái bài chị muốn nói là mình nhắc lại cái chỗ mà cũng nhịp bình thường của tim ở đâu ta? Nút son. Bây giờ nếu cái chủ nhịp không phải là nút son nữa, mà chủ nhịp nguyên cái điện tim là chủ nhịp nó nằm ở trong nhĩ, là chẳng hạn như bây giờ nó có những rối loạn nhịp nào nằm trong nhĩ, cái hạn như rung nhĩ nè, rung nhĩ là chủ nhịp nằm trong nhĩ, hoặc là cuồng nhĩ, hoặc là nhịp nhanh nhĩ đa ổ, là tất cả cái đó nó nằm đều nằm chủ nhịp nằm cái chỗ phát xung động, nó bắt cái thất khử cực đó, là nằm trong nhĩ hết. Còn ở thất, ở thất bạn nhanh thất chưa học phải không? Rối loạn nhịp thất các bạn chưa học phải không? Chưa. Ví dụ cái tim mình nó chia ra rối loạn nhịp, ngoài nhịp son ra rối loạn nhịp chia ra là ba tầng, hai tầng nhưng mà thật ra ba chỗ, một là nhĩ, hai là bộ nối nhĩ thất, ba là ở thất. Ở nhĩ với ở bộ nối thì chia ra là cái tầng trên thất, tầng trên thất, còn từ dưới bộ nối trở về tới thất là tầng thất. Dù mà mốt ta nói rung thất, nhanh thất, rối loạn nhịp thất thì là nằm ở thất. Được chưa? Để nhắc lại là nhắc lại lý thuyết. Rồi bữa nay mình học bài nhịp bộ nối và rối loạn nhịp bộ nối làm sao. Bộ nối là theo giải phẫu mà học bộ nối là gì ta? Bộ nối gồm gì với gì? Nút nhĩ thất và hiếp. Nút nhĩ thất và hiếp là bộ nối. Mốt tay nói nhịp bộ nối là mình biết cái chỗ phát nhịp nó nằm ngay đó đó. Nút nhĩ thất và hiếp. Khi nào xuất hiện nhịp bộ nối? Bộ hổ mình nhớ cái hiện tượng. Mấy bạn ghi nốt cái câu này là mai mốt nó sẽ nhớ hoạch. Hiện tượng ức chế tần số cao. Hiện tượng ức chế tần số cao là sao? Ví dụ bình thường nè, nhịp son từ 60 tới 100, nhịp son từ 60 tới 100, bộ nối thì 60, thấp thì 40, 20-40 á, thì nghĩa là ức chế tần số cao, biết ai mà nhịp nhanh là anh đó đứng ra làm chủ nhịp, mạnh hơn, thắng thế hơn làm chủ nhịp. Bởi vậy khi nào xuất hiện nhịp bộ nối, một là nhịp bộ nối nó mạnh quá đi, nó mạnh quá tự động cơ chế chuyện gây rối loạn nhịp nó mạnh quá đi, nó vượt qua mạnh của nút son luôn. Hai là nhịp bộ nối không mạnh nhưng mà nút son yếu đi, nó yếu hơn bộ nối, kịp chưa? Khi nào xuất hiện nhịp bộ nối là hiện tượng chế tần số cao, nếu mà nút son phát quá chậm hay ngưng gì luôn thì đứng liền đó là bộ nối nhĩ thất. Rồi dẫn truyền sau đó thì trên điện tâm độ hồi tới cái hình sơ đồ thì sẽ giải thích cho mấy bạn. Ở nhịp bộ nối thì chú ý cái sóng B' trước thầy. Tại sao B' thì hồi nói B' đó nó có đặc điểm ba vị trí, tùy theo vị trí ở bộ nối nó sẽ có đặc điểm của sóng B'. Nè, ví dụ hiện tượng ức chế tần số cao bình thường son nè, ở nếu mà trong những cái mắt nhịp cũng cỡ này, bộ nối về 40-60 nè, thất 20-40 ha. Rồi khi mà chủ nhịp ở bộ nối phát nhịp thì nó bộ nối là ngay chỗ vị trí chỗ màu đỏ bên hình đó, thì khi phát nhịp sẽ cử cực xuống thất cho ra cái đỡ, đồng thời nó sẽ cử cực ngược lên nhĩ cho ra sóng B, nguyên tắc mà. Nguyên nhân nhịp bộ nối thật ra trên lâm sàng ít khi gặp lắm, trừ khi nào bệnh nhân bị suy nút son, nghe nút son chậm quá không phá cái hồi lâu mới có xuất hiện một quy đỡ mà không có sóng B hết, đó là coi chừng nhịp bộ nối. Hoặc là bệnh nhân rối loạn kali máu, tăng kali máu quá nó rối loạn nhịp, mà lúc đó nhịp không bao giờ đều đâu, nó rối loạn nhịp nhiều kiểu lắm, nhưng mà coi chừng chủ nhịp là bộ nối, nghĩa là bộ nối đứng ra làm chủ nhịp. Còn khi nó kèm theo rối loạn nhịp thất không chừng rối loạn kali máu, hoặc là bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim mà thành hoành, nó ảnh hưởng tới nút son,
nhồi máu cơ tim thành hoành nghe, chứ đừng nói nhồi máu cơ tim không chưa chắc. Nhồi máu cơ tim mà thành trước là nó rối loạn nhịp thất á. Nhồi máu cơ tim thành hoành là nó tắc động mạch vành phải, động mạch vành phải thì nó luôn cho nút son, nút nhĩ thất. Thì ngay nó tắc ngay cái đó, hai cái nút đó nó mới bị bệnh. Hai cái nút nó mới bệnh, nó mới sanh ra cái chuyện này. Nhớ nha, nhồi máu cơ tim thành hoành và thất phải là RSA, là động mạch vành phải. Đây, bình thường nè, điện tim bình thường nút son sẽ cho xung động được tần số SA là son với nhĩ, theo son nhĩ, tới nút nhĩ thất và thử cực thất. Là chuyện xung động nó đi bình thường theo đường màu đỏ này. Thì nó sẽ tương ứng trên điện đồng đầu, ví dụ từ đây xuống đây thử cực, tới dài tới dẫn kiền này, dẫn kiền son nhĩ tới thử cực. Ví dụ mốt lóc son nhĩ rồi mình biết chỗ này là nằm ngay chỗ này. Mình đọc cái bài lóc son nhĩ của thầy Hòa đó, thì cái chỗ này nó sẽ dài, chỗ này nó thay đổi. Rồi bắt đầu nó khử cực nhĩ nè, cho ra số B. Rồi dẫn truyền qua nút nhĩ thất, khử cực thất cho ra cư rỡ. Cái đó là cái chuyện đó, là cái chuyện xung động nó đang nằm ở nút son nha. Bây giờ chủ nhịp nó nằm ở bộ nối. Khi chủ nhịp nó nằm ở đây thì xung động nó sẽ xuống nó khử cực thất, đồng thời nó sẽ đi ngược lên nó khử cực nhĩ. Tùy theo vị trí nó nằm ở đây, thường người ta chia làm 3 vị trí. Nếu nó nằm gần tuốt trên này, nó nằm tuốt trên cao, thì tuốt trên cao thì xung động gần ở trên nhĩ hơn, do đó sẽ khử cực nhĩ trước, sau đó khử cực thất sau. Nếu nó nằm ở giữa thì nó đi lên nhĩ với đi xuống thất, thời gian nó bằng nhau. Khử cực thất, khử cực nhĩ bằng nhau. Nếu mà cái chủ nhịp nó nằm thấp, thấp tuốt với gần với thấp, thì nó sẽ khử cực thất trước, sau đó sẽ khử cực nhĩ sau. Mình nhớ khử cực nào trước, khử cực nào sau, để mình nhìn trên điện âm đồ á, mình thấy à, quốc bộ cư đó đi trước sóng B là biết khử cực thất trước khử cực nhĩ, hiểu không? Còn nếu mà mình thấy một cái sóng B mà đi trước quốc bộ cư đó quy hơi lạ lạ, mà BR nó không giống BR bình thường, nó không phải 12, không phải 20 giây, không phải như vậy, mà sóng B đến sóng B âm là coi chừng nhịp bộ nối mà chủ nhịp nằm ở trên, nằm ở trên, nó nằm ở trên đây nè, nó khử cực nhĩ trước rồi nó mới khử cực thất sau. Rồi mà thầy chỉ cho cách nhìn là cái hình bên đó nó bị vỡ đó, khi chỗ đó, khi chỗ bộ nó phát xung thì màu vàng nó thấy không, nó dẫn khử cực xuống rồi khử cực lên, mà khử cực lên nhĩ là ngược chiều đó, ngược chiều rồi luôn cho sóng âm nè. Cái này là khử cực nhĩ trước nè, khử cực nhĩ trước, mà nếu mà khử cực nhĩ trước á, nó sẽ có một sóng B. Sóng B đi trước quy hết, nhưng mà sóng B nó là sóng B, B âm. Mà BR này là luôn ngắn hơn BR bình thường. Tại sao? Tại thời gian dẫn truyền từ nhĩ tới thất nó đâu có giống như bình thường. Cái chỗ phát xung nó nằm ở bộ nối mà, chứ đâu nó phải nằm ở son đâu. Các bạn nhớ nha, tự nhiên mình thấy một cái nhá gì trước cái quy hết mà sóng B âm, thì có chuyện nó nằm ở bộ nối á. Nếu mà nó nằm ở nhĩ thì vẫn còn dương, tại nó nằm ở nhĩ thì nó khử cực nhĩ, mà nó là còn nằm ở trên cao thì nó khử cực, thì cái chiều nó đi xuống, nó dẫn chiều xuống. Nếu mà nó còn nằm ở trên đây nè thì nó vẫn khử cực nhĩ, vẫn khử cực xuôi chiều xuống, thì nó vẫn còn theo mũi lên đi xuống, thì cũng là sóng dương. Có thể sóng dương nó gần quy rỡ thôi, nhưng mà dương chứ không có âm. Còn ở bộ nói nó đi ngược lên nhĩ là âm. Nếu nó khử cực hai chỗ bằng nhau thì sao? Nếu khử cực nhĩ và khử cực thất đồng cùng lúc á, thì sóng B á nó sẽ nằm, thật ra hai cái này nó nằm trùng hình với nhau. Nhưng mà anh này anh mặc quá, anh bự quá, anh che một cái ốm rồi. Sóng B á cái biên độ với cái khoảng nó nhỏ hơn quy nữa. Cho nên thật ra nó là sóng B bị quy nữa che nó, hoặc nó bị chôn trong quy nữa. Do đó mình trên điện công đồ mình thấy quy hết rồi, trước đây không có gì trên mặt. Cái này là thường hay gặp điển hình của việc của nó. Mấy bạn thấy quy hết không giãn gì trơn mà, trước quy hết không có cái gì giãn hết nha. Mà tần số chậm khoảng 20, 40 hoặc 40, 60 là việc của nó. Nếu khử cực thất trước, khử cực thất trước là sao? Là cái chỗ phát nghiệp nó nằm sâu đút dưới nè, nó nằm gần thất nè, cứ cực thấp trước rồi sau đó mới lên cứ cực nhĩ, thì cứ cực
hướng từ thấp nhất sang cho người rỡ, sau đó hướng từ chỉ thì chơi ra xuống bê âm. Bê âm là tại sao? Tại nó đi ngược chiều đó. Tới đây hiểu chưa? Nếu hiểu là giải quyết được bài nhịp bộ nói. Sao bạn hình dung được trong đầu tại sao nó có đó, bạn nhớ rất là dai. Và bạn nhớ được nguyên nhân là bạn đọc được điện bên đầu nhịp bộ nói. Rồi thí dụ ra đó là bây giờ như vậy. 21. Trên nguyên cái điện âm đồ nó chỉ xuất hiện một hai nhát kiểu này thôi, là coi chừng ngoại tâm thu bộ nói. Ví dụ nó một nhát đến sớm gì đi, một nhát đến sớm mà nó hình này là ngoại tâm thu bộ nói. Còn một cái nhịp mà giống như vậy hoài luôn mà tần số nó chậm khoảng 40 hoặc là 50 gì đó là chủ nhịp bộ nói. Và toàn bộ cái này là nhịp bộ nói không, rồi không còn anh sâu gì đâu đây chứ. Cũng giống vậy mà tần số nó nhanh lên thì nó nhịp bộ nói gia tốc. Còn nhanh hơn 100 là nhịp nhanh bộ nói. Cái đó là khi mà mình đọc được nhịp bộ nói là mình đọc nguyên một cái chuyển đạo bộ nói hết hay chưa. Nếu bộ nói hết mình coi tần số mình tính ra. Nếu nó đều tần số mình tính ra là mình biết nó thuộc là nhịp bộ nói hay nhịp nhanh bộ nói hay nhịp bộ nói gia tốc. Kịp chưa? Để mốt mình đừng có sợ, mình không có sợ mình nghe cái từ viết á. Chứ mình không biết nó là cái gì mình sợ. Mình giải quyết được nhịp bộ nói đi. Rồi tại sao gọi nhịp bộ nói mà tại sao thí dụ mai mốt có người gọi là nhát thót hoặc là nhịp thót. Nhát thót hoặc là nhịp thót. Nhát thót là luôn luôn cái trên điện âm độ đó. Ví dụ nó nhịp so mình thường tự nhiên nó chậm lại dần nó ra cái nhịp. Có nghĩa là nút so nó chậm dần đi đó. Cái nó ra một nhịp mà giống như nhịp bộ nói vậy nè, một nhịp hoặc hai nhịp thôi, gọi là nhát thót. Khi nào nó đi liên tục cả ba nhịp đổ lên là nhịp thót. Có nghĩa là nó nút son, ví dụ nó chậm quá, cái nó nhả về cho bộ nói một hai lần thôi. Bây giờ nó yếu quá, nó nhả luôn cho bộ nói là 1, 2, 3, 4 nhịp rồi có chuyện nó vô nhịp thoát bộ nói. Được chưa? Này cao giữa tuốt với thấp nha, bộ nói từ đây thì cứ từ thường về nhỉ về chuẩn bị xuống thấp và tùy theo vị trí ở đây cứ từ chỗ nào trước chỗ nào sau ha, dùng ra ha. Rồi điện tâm đồ theo đời giống như thầy nói nãy nè, nó nhỏ hơn. Nó giống như kiểu như của hội chứng cái cách sớm vậy. Điện tâm đồ quên nữa, để một cái chuyện cần nhớ nữa nè. Bây giờ trả lời cho này, sóng B là do gì? Do đâu ra? Do chuyện nhỉ đúng không? Quy hết do. Bởi vậy mai mốt bất kỳ nhịp gì hoặc là bất kỳ cái gì mà nó làm quy hết giãn là mình biết nó nằm trong áp. Ví dụ như bây giờ đọc điện tim đồ quy hết thì có giãn không? Không giãn là cái này là ví dụ mình không có, ví dụ đọc là không bao giờ mình chú ý tới nhịp thấp, đọc nhịp thấp. Cái này không thể nào là nhanh thấp, cái này không thể nào là rối loạn nhịp thấp, cái này không thể nào là ngoại tâm lưu thấp. Quy hết nó có giãn đâu. Cái này là đâu ở trên nhĩ hoặc là nhịp son thôi. Bây giờ coi nè, quy hết nó không giãn mà tần số nó đều nhau không? Muốn tần số đều mình lấy tờ giấy mình kẻ mình đo. Nếu nó đều nhau thì trước mỗi quy hết này là có sóng B dẫn không? Sóng B nó dương hay âm? Đó, sóng B âm thì nó lọt vô bài của mình rồi. Âm mà nó giống nhau không? Nếu mình kỹ nữa thì mình lấy B này nè, mình đo khoảng này. Còn nước ngoài ta chỉ lấy cái compa để đây nè, để xoay nó đều nhau. Còn mình cứ mình lấy tờ giấy mình để đây cái gạch tay đường kéo qua kéo qua. Ví dụ cái này xong rồi mình đọc là 300, 75, 60, 50, 40 ở đây là nhịp bộ nói tần số vẫn 46 lần trên mức, ví dụ như thế. Còn ví dụ đọc mấy bạn chẳng cần đọc nhịp bộ nói thì ở cao hay ở thấp, còn nếu mà kỹ nữa thì này là ở đâu? Trên cao, miễn nó trước quy hết là trên cao và nó cứ cực diễn trước. Còn nếu nó hai cái cứ cực cùng lúc ở giữa này, ở giữa là đâu? Ở dưới thang mất luôn, mất số B luôn, kia thẳng băng vậy.
Đây cái hình minh họa cho mình thấy đó. Chủ nhiệm nằm đây ha. Ông phát xung dẫn xuống cực được hết. Nhịp ngược lên. Điều ra người là... Cái là nhịp thoát của nó là toàn bộ chủ nhiệm nguyên cái điện năng đồng toàn nhịp của nó. Được chưa? Còn bắt đầu tiên con số nè. Nhịp thoát thì cỡ như đây, gia tốc là 100, mà cỡ 100 tới 150 vậy đó là nhanh bộ nói. Mình chỉ biết nó như vậy thôi, mình chỉ biết nó như vậy thôi. Nếu hai cái này nó kích lại là nó ra. Đó. Nhà cái này nó nằm ở đâu? Ở giữa này nè. Mất cái này. Nhà em thấy không? Chỉ có quy rõ cho mà nó rất là đều, không có thấy bê gì đâu. Đặc điểm của bộ nói là gì đó. Rồi nhịp nhanh bộ nói. Thấy thầy để màu không? Nè. Nè, màu đỏ là vui. Có chuyện nè. Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng vậy đó. Rồi bây giờ học bà ngoại em thu hay nhịp nhanh chìa khóa chân thất. Mà em thu đi. Tại bài này để từ từ.